Vâng thưa các bạn, mỗi lần mà Apple làm cái quần què gì đó lại mất công ngồi giải thích các bạn mệt vãi Lần trước là về hai sim giải thích về hai sim và hôm trước có một bài mở hộp iPhone XR thì có comment rằng là cái màn hình HD của con iPhone XR thì nó sẽ khác so với những cái màn HD khác. Thế mà có một cái bạn là anti Apple đã vào cắn ngay bảo là mình iPhone cuồng tín nên mới bảo là màn nó khác, liên tục chê rồi iPhone HD mà còn bên vực. Thứ nhất là mình đã có hẳn một video nói rằng màn con này cùi hơn so với 8 cộng và ngang ngửa với màn iPhone 7 thậm chí có thể là kém hơn và tuy nhiên thì mình không hề nói là màn hình con này xịn nhưng mà đúng là màn hình HD của Apple khác với hãng khác và hôm nay video mình sẽ giải thích để mà thông não cho mấy cái bạn thích lên mạng đi chửi bậy Điều đầu tiên đó là các bạn sẽ có thể biết được là màn hình thì để tạo nên nó có rất nhiều thành phần và các bạn cứ dựa vào mỗi cái độ phân giải để mà đi chửi nhau. Thực sự là nếu mà ai đã đủ trải nghiệm thì màn hình của nó, ấy, độ phân giải chỉ là một trong số các yếu tố. Không tin các bạn ra ngoài mà đi ra mấy siêu thị điện máy ấy, xem mấy cái tấm nền của con TCL ấy, so với lại mấy cái màn hình của Sony với LG, màn của TCL Full HD có đẹp hơn màn HD của Sony và LG hay không? Câu trả lời là không. Và tại sao người ta cứ suốt ngày đi quảng cáo rằng tấm nền AMOLED, tấm nền OLED, tấm nền IPS mà tại sao người ta không quảng cáo là độ phân giải? tại vì sao bởi vì khi mà ngày xưa cái thời thủa sơ khai các bạn cái thủa lâu lắm rồi người ta mới cạnh tranh bằng cái độ phân giải màn hình để nói về độ sắc nét bởi dần người dùng người ta bắt đầu hiểu hơn à người ta thấy là cái độ phân giải chỉ là một phần còn cái tấm nền là một thứ cực kỳ quan trọng để quyết định được cái chất lượng hiển thị của một cái màn hình tức nghĩa nó bao gồm cả cái màn hình laptop các bạn đang dùng màn hình điện thoại các bạn đang dùng hay là màn hình của cái tv các bạn đang xem màn hình của máy tính các bạn hàng ngày ngồi nhìn vào đấy là một yếu tố được đánh giá cực kỳ là cao nên nay mình sẽ nói về cái tấm nền để các bạn xem apple nó khác hãng kia như thế nào thì nếu các bạn tham khảo giá bán về những chiếc máy như iPhone XR thì truy cập vào link mô tả hàng chính hãng tại Savonet Thì chiếc iPhone XR này chúng ta là hàng chính hãng năm nay giá khá tốt, không chênh nhiều về hàng sách tay Và mọi người còn có những hàng chính hãng khác như XS và XS Max Ok, quảng cáo xong, bây giờ sẽ nói về cái màn hình nhá Đầu tiên thì mình sẽ chỉ nói về màn hình của điện thoại di động thôi Chứ mình không đi sâu xa như thế sẽ làm các bạn rất là mệt Thì màn hình của điện thoại chỉ sẽ có cấu tạo như sau Nó sẽ có rất nhiều lớp các bạn ạ Lớp trên sẽ là lớp kính bảo vệ bề mặt như các bạn thấy là Gorilla Glass tiếp theo là một lớp phủ mềm à, cái lớp phủ mềm này các bạn thể thấy như kiểu là tại sao kính điện thoại mà mình bị vỡ một cái nhá nó không bay nát ra nó vẫn dính với nhau bởi vì có thể cứ gắn kết với nhau được lớp cảm ứng điện dung để cho người ta thể nhận thao tác cảm ứng sau đó đến lớp kính và đến lớp lcd và các bạn thấy là cái lớp lcd này nó sẽ bao gồm nhiều thành phần để cho hiển thị thì các loại màn hình cảm ứng hiện tại người ta là đều dụng cảm ứng điện dung, tức nghĩa là chúng ta có thể chọc 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 bằng ngón tay bằng nhận bằng da chứ không phải điện trở ngày xưa là dùng tăm hay dùng răng. Và chỉ số của màn hình thì có một cái thông số ta biết đến đó là kích thước cũng như là độ phân giải và quy ra thành PPI Thì như cái chiếc iPhone XR sẽ là độ phân giải là HD Plus với kích thước của nó là 6.1 inch Và nếu mà so với những đối thủ khác cùng phân khúc giá thì con này thua chặt Và mình đã có hẳn một video nói là màn hình con này còn cùi hơn cái iPhone 8 Plus Nói chung iPhone XR so với tầm tiền của nó thì màn hình của nó cùi hơn so với đối thủ cạnh tranh Cái này không phải bàn mà mình xin khẳng định lại lần nữa Mấy cái thằng anti lại cứ vào bảo mình là cuồng iPhone này nọ nó khi mình đã chê nó là rõ ràng về vấn đề này nhưng cái màn hình HD cộng của nó lại khác so với những màn hình HD cộng của mấy con Android giá rẻ các bạn ạ những loại hai ba triệu mà cái này người có não là người ta cũng biết nó khác rồi Nhưng mà như sao mấy hàng không não vẫn cứ vào nó đi chửi nhau được Thì đây các bạn hiểu như sau Cái công nghệ màn hình bây giờ sẽ chia rất nhiều loại Thì chúng ta có màn hình LCD Thì trong LCD hiện tại nó có cả màn hình TN Rồi cũng như là màn hình IPS Và chúng ta sẽ còn có những cái công nghệ như là Super LCD Rồi các kiểu các kiểu Và màn hình là hiện tại đang công cấp nhất là màn hình OLED Bao gồm là AMOLED này Super AMOLED Vân vân và vân vân Nhưng mà nó sẽ chủ yếu là chia nhóm như vậy Thế thì cái màn hình uh, IPS của nó tại sao lại có sự chênh lệch về hình ảnh? Kể cả các bạn thấy là màn hình của Apple cũng ghi là IPS, màn hình của Sony, màn hình Xiaomi, màn hình Huawei đều ghi là IPS, nhưng nếu thực sự đặt cạnh nhau các màn hình này sẽ không có sự đồng nhất về hiển thị. Các bạn phải biết là để hiển thị được màu sắc và màn hình LCD sử dụng tấm nền chiếu ánh sáng trắng qua một lớp tinh thể lỏng LCD và thông qua tấm lọc để tạo nên ba màu cơ bản đó như vậy nó sẽ trong cái màn hình đó nó sẽ khá là phức tạp ba màu cơ bản này sẽ thay đổi nhằm tạo ra cái độ hiển thị cuối cùng và bọn mình đã sử dụng cái ống kính để mình soi vào nó sẽ ra các cái sắp pixel là có ba màu cơ bản là đỏ xanh lá cây và cũng như là xanh đậm các bạn soi vào đây sẽ có những màn hình các cái điểm này nó sẽ đậm hơn có điểm sẽ nhạt hơn và đấy chính là cái yếu tố cũng rất là quan trọng mà các bạn mắt thường các bạn có thể chưa cảm nhận được ngay và các bạn mặc định chỉ là màn IPS là nó giống nhau nhưng hoàn toàn không đúng và ba màu cơ bản này sẽ thay các cái cường độ tạo ra màu sắc hiển thị cuối cùng nhiệm vụ thay đổi cường độ màu là do lớp tinh thể lỏng đảm nhiệm và tùy theo cường độ mong muốn có thể không chặn hoặc chặn một phần hoặc chặn tất cả ánh sáng đi qua thì về cái cơ bản như vậy là cái lớp của chúng ta nó khá là phức tạp vì vậy nên mà tại sao các hãng nhà sản xuất khi họ đặt sản xuất ra ấy, màn IPS của nó sẽ chia ra nhiều cấp khác nhau giống như kiểu với số tiền 3 triệu bạn muốn làm một cái điện thoại cũng là màn IPS nhưng họ sẽ đưa cho bạn màn IPS loại C mà thôi và với số tiền 20 triệu họ sẽ đưa cho bạn lò màn IPS loại A và loại này thì sẽ có chất lượng của nó hiển thị tốt hơn và những cái thông số trực tiếp hiển thị màu sắc của tấm nền bao phủ bao nhiêu phần trăm giải màu srgb rgb hay tấm nền 6 8 10 bit thực chất không liên quan nhiều đến việc màn hình sử dụng công nghệ ips hay không. Nó quyết định bởi hai yếu tố là đèn nền chính xác là ánh sáng trắng từ đèn nền phát ra và bộ điều khiển tấm nền lcd quyết định cường độ ánh sáng đi qua tinh thể để phối màu. Đây là những yếu tố quan trọng thường bị cắt giảm ở những sản phẩm giá rẻ. Đó nhấn mạnh các bạn đây là những yếu tố rất quan trọng đã bị cắt đi ở những sản phẩm giá rẻ để có thể được có mức giá hợp lý nhất. Và Như các bạn đã thấy đấy, các chỉ số bọn mình vừa đo kể cả cùng là màn hình ips đi nhưng mà về độ sáng iphone xr sáng nhất, về độ sai màu trung bình iphone xr cũng là ít nhất dẫn đến cái việc là các bạn thấy là độ phát giảm màn hình chỉ là một yếu tố thôi chứ không phải quyết định chất lượng toàn bộ đâu hay các bạn xem thử video HDR xem iPhone XR có thể xem được video HDR cho lại độ tương phản về màu sắc mọi thứ đều rất tươi sau khi đấy những chiếc máy mà không có tiêu chuẩn để xem được cái video HDR thì xem các video nó khá là chán và nó hoàn toàn là nhạt màu vậy nên có thể khẳng định làm lần nữa là đừng có đem độ phân giải ra để mà nói rằng là màn hình nào cùng độ phân giải hay là kể cả cùng là màn IPS sẽ đều hiển thị như nhau mà nó còn có rất nhiều yếu tố khác và do sự cân chính từ nhà sản xuất và cũng như chất lượng tấm nền mà họ đặt mua từ bên đơn vị cung cấp đó là lý do tại sao cái sự tranh lệch rất là rõ ràng giữa những cái tấm nền do kể cả đều là cùng IPS cùng là độ phân giải HD hay chấp các bạn là lên độ phân giải lên tới Full HD mà các bạn xem cái màn hình đó vẫn không đẹp bằng so với những màn hình HD khác không tin các bạn ra siêu thị ấy, tại vì chính mình đây là người cái lúc hồi đó là khoảng 2 năm trước mình muốn mua một cái màn hình để chơi PlayStation thì mình đã xem trên mạng và mình rất thích cái thông số của cái TV TCL đó và một cái TV gì của hãng Việt Nam quên mất rồi à, Asanzo và mình đã chọn bởi vì nó có cùng phân khúc giá chỉ 4 triệu mấy thôi nó đã có độ mạng độ phần giải là Full HD rồi mình đã rất ưng thế nhưng khi ra và thực sự xem thì cái màn hình Full HD của nó màu sắc khá nhạt và tương phản kém so với lại cái màn chỉ HD ở trên cái con TV Sony hồi đó mình mua đây đang để trong văn phòng để mà quay video sau hy vọng sau video này thì các bạn sẽ có thêm kiến thức về cái màn hình hiển thị để không phải là cứ thấy rằng là độ cùng độ phân giải là lập tức nhảy vào chửi là cùi bắp như nhau mà nó còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố để tạo nên màn hình nhưng tóm gọn lại con XR là màn hình vẫn sẽ cùi so với mức giá nó đưa ra còn mình nghĩ là cái màn hình của nó chỉ xứng đáng với tầm khoảng phân khúc 13 triệu là giống như kiểu giữ như ngày xưa thì còn được bây giờ hai chục cú người ta màn OLED hết rồi đẹp vãi cứ bíp và hẹn gặp lại bạn trong các video là sau đấy dùng não đấy các bạn người ta người biết nhiều thì người ta phải đọc cái thông tin người ta hãy comment chưa gì cứ dùng độ phân giải để quyết định chất lượng